Đây, xin chào các bạn, đây là một lô kiếm đẹp Mai Quy muốn giới thiệu, và đặc biệt là nó có cái tên, hai cái tên nổi tiếng. Đây là kiếm vàng Tây Ninh các bạn ha. Hôm nay Mai Quy sẽ tung ra một cái video đặc biệt, vì sao ạ? Một chút nữa mình sẽ bật mí ha. Thì đây là cây kiếm trắng Thái Nguyên. Thái Nguyên này cũng có bông rồi các bạn ha. Đây, kiếm vàng, kiếm trắng Thái Nguyên. Thì xin giới thiệu lô hàng kiếm trắng Thái Nguyên và lô hàng kiếm vàng Tây Ninh được bán ra với cái giá cực kỳ đặc biệt cho anh em chơi, và giống như anh em về làm giống, với một cái giá hàng giống nhưng mà cây là đẹp, khỏe. Tuy có thể cây không bự, to, nhưng mà đặc biệt là nó là giá tiền của cây giống. Đó là một điều Mai Quy muốn bật mí. Có nghĩa là những cây kiếm sẽ là với cái giá là cây giống. Cây giống như thế nào bạn? Các bạn sẽ coi ở cái giá dưới video ha. Nhưng mà về cây thì là các bạn thấy kiếm vàng, kiếm trắng Thái Nguyên, cây cực kỳ khỏe mạnh. Những cây này là đủ size tuổi có bông cho các bạn về chơi. Thậm chí mình thấy có cây nó nhú vào bông rồi các bạn thấy không? Đó, nhú vào bông. Còn chiều cao cây cũng rất là khỏe. Tất nhiên là mình sẽ bán kỳ này nó lại còn một sự đa dạng cho các bạn nữa. Các bạn có thể mua chậu, nguyên một chậu. Các bạn có thể mua củ to, mua củ nhỏ. Ví dụ bây giờ tôi ít tiền, tôi mua cái củ nhỏ là thôi, về tôi làm giống. Tôi nhiều tiền hơn thì tôi mua cái củ to này, khỏe hơn. Hoặc là tôi có nhiều tiền hơn, tôi mua hai củ nó sẽ mau bông hơn nha các bạn. Các bạn trồng một củ là cực kỳ lâu bông luôn, nhưng mà các bạn trồng hai củ là đúng chuẩn luôn. Còn nếu ba củ thì càng tuyệt vời. Còn nguyên một chậu thì coi như khỏe rồi, một chậu như vậy là đủ tuổi có bông hết rồi. Còn các bạn mua những củ đuôi như vậy thì nó sẽ chậm và cực kỳ lâu luôn, nhưng mà nó giá tiền nó mềm dành chúng ta nếu mà chúng ta không có kinh tế. Thì cái kiếm trắng Thái Nguyên này thì hiện tại bây giờ là chúng ta mua về chúng ta trồng, thì cái dự kiến thời gian ra bông thì khoảng trong vòng 2 năm nếu mà chúng ta trồng một củ. Nếu chúng ta mua hai củ, chúng ta trồng khoảng 1,5 năm đến 1 năm thôi là đã có bông rồi. Còn lấy hàng chậu thì nhiều chậu đã cũng đã có thể muốn nứt bông rồi các bạn. Và những cái kiếm trắng Thái Nguyên này là những cái kiếm trắng mà lúc trước Mai Quy mua từ ở nguồn anh Thế Anh của tỉnh Thái Nguyên. Lúc đó là 2 triệu một củ. Giờ sau này cái giá 2 triệu 1 triệu rưỡi, 2 triệu 1 triệu rưỡi là có hoài luôn. Nhưng bây giờ chúng ta thấy là số lượng bây giờ mình cũng nhân ra nhiều, thì thôi bán giảm giá một cái để chúng ta có thể có giống mà chơi, và số lượng đẩy ra cũng nhanh hơn. Chứ nếu bán mà 1-2 triệu trở lên thì nó sẽ cao quá, cứ rất là khó bán. Và những cái cây kiếm trắng Thái Nguyên là sẽ tuyệt vời về cho chúng ta ha. Qua một cây nữa từ nãy giờ các bạn sẽ rất là chờ đợi, đó là cây kiếm vàng, cây kiếm vàng Tây Ninh ha các bạn ha. Cây kiếm vàng Tây Ninh, đây là một cây kiếm vàng mà người chơi lan rất là ưa chuộng trong thời gian vừa qua, vì nó là khỏe, nảy con mạnh, và vỏ bông nó cũng là khá giống với cây Phan Chí. Có nghĩa là cái lưỡi nó có màu hồng và bông nó khung bông to, và vỏ bông nó vẫn dài, và nhiều bạn trồng đẹp nó vẫn là vỏ bông khít khỏe. Thì cái kiếm Tây Ninh thì các bạn trồng nếu mà to ra nó sẽ xè bộ lá rất là đẹp, và một số bạn bây giờ luyện được cái bộ lá nó bự, nó khỏe thì bông nó mê lắm. Còn đây là những cây thì các bạn thấy cũng là những cái size vừa thôi, không phải là size lớn. Bây giờ nếu chúng ta mua những cái size lớn bây giờ giá nó phải hơn 3 triệu. Đó là những cây to, khỏe, bự, rất là vạm vỡ. Nhưng hôm nay chúng ta mua những cây đó với những cái size này thì cái giá nó sẽ bình dân hơn các bạn, rất là dễ mua. Và các bạn thấy là trồng rất là khỏe, cây xanh tốt, không có mềm, không có bệnh, không có bị quặt quẹo. Thì tất nhiên size cây nó cũng giống như hồi nãy, các bạn mua một chậu cũng ok, một chậu trồng sẽ mau có bông. Những cái chậu này về các bạn ha, chia sẻ bạn là những chậu này với những chậu Thái Nguyên, các bạn về các bạn xen vô chậu bự là nó lên bụi to liền. Ở đây là cái chậu này nó cũng chật rồi các bạn ha, cũng chật rồi, các bạn xen vô chậu to để nó bự lên, nhanh lên. Còn nếu các bạn ít kinh phí hơn, các bạn mua cũng một củ đầu hai củ thì lại càng mau có bông. Còn các bạn ít kinh phí nữa, các bạn hãy mua củ đuôi nhỏ, nhưng mà mình giao những cái củ nào nó vẫn phải coi là khỏe. Còn những củ nào già, yếu ha, tuy là đuôi nhưng mà cũng không có giao hoặc không có tính tiền, vì những củ đó là nó thuộc dạng suy các bạn. Ví dụ như cái chậu này đi, các bạn mua cái chậu này thì cái củ này sẽ không có tính tiền ha, không có tính tiền. Một số củ nhí này cũng không tính tiền, mình chỉ tính những cái củ khỏe đang lên thôi đó.
và những củ mà củ giữa, đó, những củ giữa. Còn những chậu nào mà củ đuôi khỏe mạnh vẫn bình thường thì có tính nhưng mà giảm lại. Ví dụ như củ đuôi này vẫn khỏe nè các bạn. Đó. Thì đây là một cái lô kiếm trong đợt này video máy quay giới thiệu, đó là kiếm vàng Tây Ninh và kiếm vàng Thái Nguyên để các bạn mua có giống về chơi. Mình đảm bảo đây là giá rẻ nhất thị trường và đảm bảo đây là lô hàng rất là hơi cho các bạn. Nếu các bạn không mua ngay thì sản phẩm mình bán hết thì coi như không còn nữa để các bạn mua. Và sắp tới thì các bạn biết là những cái cây kiếm này thì cả thị trường đều săn lùng, thì các bạn mua sớm để có chơi. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn có nhu cầu đặt hàng nhớ vào trang web siêu thị Qua Lan.com hoặc là gọi điện nhắn tin cho công ty mình có số Zalo luôn các bạn, để các bạn đặt hàng nha. Cảm ơn các bạn, chúc bạn có những cây kiếm, giò kiếm đẹp để chơi. Xin cảm ơn, xin chào các bạn.